Khi mà học hắc não á, kỷ lục ghi nhớ của em lên đến 90 từ cho một lần học. Em cũng khá bất ngờ với lại cái kỷ lục này. Và em đã nhớ được 1.500 từ vựng trong 2 tháng. Em cũng khá hài lòng với kết quả này. Từ đó em mới nhận ra rằng tiếng Anh không có khó như chúng ta thường nghĩ. Chỉ cần đúng phương pháp, sự kiên trì và sự hứng thú trong học tập thì chúng ta sẽ thành công. Xin chào mọi người. Em tên là Trương Nguyễn Bảo Trân, năm nay 19 tuổi, hiện đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Thời cấp 3 trước đây của em đã từng nhận 4 điểm môn Anh văn và sau đó em quyết tâm cải thiện bản thân mình bằng cách tự học. Sau những cái ngày tháng miệt mài tự học thì thành công mà em có được là đạt 7 điểm môn Anh văn. Trong thời gian luyện thi, em nhận thấy rằng từ vựng rất quan trọng để làm đề tốt hơn. Cụ thể là trong phần bài tập phải hiểu nghĩa của từ để làm bài đọc hiểu, hay là đánh trọng âm. Nếu không chắc phát âm thì mất điểm rất là phí. Sau khi lên được đại học, em nhận thấy mình vẫn còn nhiều phần tiếng Anh bị hỏng. Bên cạnh đó, trường đại học của em cũng yêu cầu bằng Anh văn B1 để đủ điều kiện ra trường. Thật sự thì 7 điểm thi đại học cũng chưa đủ trình độ để có thể lấy được bằng B1. Cho nên học tiếng Anh một cách nghiêm túc là điều rất cần thiết. Vì vậy mà em đã lựa chọn hắc não 1.500 để trau dồi thêm vốn từ vựng, có thêm kiến thức để làm bài tốt hơn. Mỗi ngày em dành cho mình 1.5 tiếng để học hắc não. Trong cuốn sách hắc não có phần chuyện chêm với nội dung vui nhộn, sinh động, tạo được cái sự thú vị khi mà em tự học. App hắc não còn có audio, video dạy chi tiết cách đánh trọng âm từng từ, cách đặt khẩu hình miệng chuẩn người bản xứ luôn. Học theo app là phát âm rất là tiến bộ. Các bạn nào mà cần học thi trên trường hay là giao tiếp cũng ứng dụng được phần này. Cái hay của nó là khi mà học kèm app thì nhớ đúng phát âm nè, tăng phản xạ về từ vựng. Ngoài ra còn có nhóm học viên cũng đông thì em được chia sẻ nhiều cách học hay, có động lực hơn là học một mình. Còn có cả cô giáo livestream hàng tuần để mở rộng kiến thức tiếng Anh cho mình nữa. Khi mà học hắc não á, kỷ lục ghi nhớ của em lên đến 90 từ cho một lần học. Em cũng khá bất ngờ với lại cái kỷ lục này. Và em đã nhớ được 1.500 từ vựng trong 2 tháng. Em cũng khá hài lòng với kết quả này. Lúc mà ứng dụng vào thực tế thì em xem phim không cần phụ đề. Có thể để kể đến các series phim như là series The Walking Dead, series Scary Movies. Rồi em còn viết được đoạn văn bằng tiếng Anh nữa. Bên cạnh đó thì em cũng biết được những nghiên cứu khoa học hiện đại bây giờ. Trải qua quá trình học tập với hắc não thì em đã yêu tiếng Anh hơn trước rất nhiều. Vì sách đã giải quyết cho em rất là nhiều vấn đề như là cách phát âm chuẩn nè, kỹ năng nghe tiếng Anh, rồi kích thích khả năng đọc hiểu tiếng Anh, cải thiện vốn từ rất là hiệu quả. Từ đó em mới nhận ra rằng tiếng Anh không có khó như chúng ta thường nghĩ. Chỉ cần có đúng phương pháp, sự kiên trì và sự hứng thú trong học tập thì chúng ta sẽ thành công. Và hắc não là một người bạn đồng hành tuyệt vời, luôn luôn hỗ trợ nhiệt tình trên con đường chinh phục các mục tiêu học tập của chúng ta. Nếu như mà bạn còn lười á, còn chưa có động lực học á, thì hãy liên hệ với mình. Chúng ta sẽ cùng nhau học hắc não để đạt hiệu quả hơn. Chúc các bạn sớm giỏi tiếng Anh.